Hôm nay trời mưa anh em ha. Nó mưa từ hồi trưa tới bây giờ. Nhưng mà bữa nay thứ bảy, ngày mai là cái ngày sáng chủ nhật là mình sổ gà. Cho nên là mình, nếu mà mình muốn giữ ấm cho con gà và nó không có những cái triệu chứng gì bệnh á, trong mấy ngày nay là anh em hết sức cẩn thận ha. Con gà nó đang bị cái bệnh sưng mặt rất là nhiều anh em ha. Đó thì mình tiến hành là mình trộn vô cái đồ ăn này buổi chiều cho nó là cái kháng sinh với kháng viêm thảo dược này anh em ha. Đó, để mình thứ nhất là mình giữ ấm con gà, để cho con gà nó đỡ một phần nào đó nó bị rớt cái bo đá. Thứ hai là nó ngừa bệnh được cho con gà ha. Cái lý do mà cái con gà của anh em nuôi á mà nó hay bị rớt cái bo đá vì lý do thời tiết á. Đó, tại vì như anh em cũng biết á, là nó cái con gà của mình nuôi á nó rất là nhạy cảm với lại cái thời tiết bên ngoài ha. Nóng quá nó cũng rớt bo, nó cũng rớt cái bo đá. Mà mưa nhiều, lạnh quá, độ ẩm không khí cao quá nó cũng rớt cái bo đá. Đó. Cho nên cái cách tốt nhất mà để mình ngừa bệnh và mình giữ được cái bo đá con gà là trong những cái ngày mà mưa ha, trong những cái ngày mà mưa lạnh thì mình sẽ tiến hành mình trộn cái này vô đồ ăn cho nó, một ngày chỉ cần một lần thì là đủ anh em ha. Và nó có cái hay của cái thảo dược này là nó không có gây tác dụng phụ của trên con gà khi mà mình nuôi chế độ đá. Nó tránh cái trường hợp là nó sẽ mang những cái tác dụng phụ trên con gà giống như những cái loại kháng sinh khác ha. Kháng sinh khác mà anh em vô người bệnh là con gà nó mệt mỏi liền và nó có một cái dấu hiệu là nó ăn ít lại liền ha. Còn cái thằng này là nó không có bị cái tình trạng đó. Đó, ở đây thì mình cứ buổi chiều mà ví dụ như là chiều mà mình thấy trời nó mưa nhiều lạnh thì mình sẽ tiến hành mình trộn cho những cái con gà chế độ đá và trộn hết toàn trại luôn ha. Từ gà nọc cho tới gà chuồng một cho tới gà con này thì mình cũng trộn. Đó, mình trộn để mình giữ ấm cho con gà và mình ngừa những cái bệnh giống như là hô hấp hoặc là đường ruột ở trên con gà ha. Rồi có một chút xíu chia sẻ anh em ha. Cái này là mình đã đổ vô rồi nè, mình chờ cho nó thấm vô ha. Chờ cho nó thấm vô. Cái này thì anh em chỉ cần dùng một cái nắp này ha, dùng một cái nắp này là 20C cho một cái thức ăn là ok rồi, là đủ rồi ha. Đó. Và cái mùi của nó cũng dễ ăn anh em, nó không có tới nỗi là nó gắt lắm ha. Cái mùi của nó vẫn ăn được. Ở đây mình trộn đồ ăn cho gà không anh em, chứ bây giờ nuôi nhiều quá mà đâu có thể nào mà bơm từng con được anh em, lâu lắm. Mình nuôi nhiều thì mình phải có cái cách. Mình ban đầu thì anh em mới trộn vô thì cái con gà của mình nó có cái dấu hiệu là nó lạ cái mùi thì nó ít ăn chút xíu, nhưng mà anh em cho ăn tới lần thứ ba nó sẽ quen. Hoặc là nếu mà cái con nào mà chưa quen á thì ví dụ như thay vì anh em cho nó ăn cái cỡ 5 giờ đi thì mình để cho nó trễ một chút xíu. Có nghĩa là ví dụ như là bình thường hàng ngày anh em cho nó ăn 5 giờ đi thì bây giờ nếu mà anh em trộn cái này vô mà anh em muốn cho nó ăn nhiều á thì anh em cho nó ăn vào lúc là 5 giờ rưỡi, có nghĩa là trễ nửa tiếng hoặc là trễ một tiếng, thì khi đó cái con gà nó đói á là anh em bỏ vô một cái là nó xúc liền. Đó, cái đó là cái có chút xíu kinh nghiệm, cái đó chia sẻ cho anh em hay trộn thuốc rồi đó ha. Có nghĩa là trộn vô nước uống cũng vậy, hoặc là anh em trộn vô đồ ăn cũng vậy. Thì nó con gà mà nó có cái mùi lạ là nó ăn ít liền à. Thì nếu mà nó ăn ít thì nó lại không có đủ cái liều. Đó, cho nên là anh em hãy cho ăn trễ từ nửa tiếng tới một tiếng, khi mà con gà nó đói là bắt đầu là nó sẽ ăn nhiều và nó ăn sẽ đủ quan trọng là nó đủ cái liều thuốc mà mình đưa vô cho mỗi con. Rồi.